Thưa quý vị, được sự ủng hộ và hợp tác của Hội Việt Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, tối ngày 8 tháng 12 năm 2015, triển lãm tranh nghệ thuật Việt Nam trong mắt tôi của nữ họa sĩ Soraya Ranken đã khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội. Dù rất bận với công việc quản lý tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, ông Chris Jeffery vẫn dành thời gian đến tham dự triển lãm tranh Việt Nam trong mắt tôi của nữ họa sĩ Mỹ Soraya Ranken. Từng có một khoảng thời gian khá dài sinh sống làm việc tại Việt Nam, những bức vẽ dung dị về thiên nhiên con người Việt đã đem lại nhiều cảm xúc, sự kết nối giữa Chris Jeffery và văn hóa con người nơi đây. I think the key thing I would say is to see the beauty that's brought out in the photo, in the paintings, to see the human aspect of Vietnam, to see the people and how they live and how they really prosper. It shows a great connection. Họa sĩ Soraya sống và làm việc ở Hà Nội từ năm 1995. Giờ đây sau 20 năm, những hình ảnh về đất nước, con người Việt được thể hiện một cách tinh tế, sâu lắng qua những bức vẽ của Soraya. Mỗi bức vẽ đều toát lên cảm giác yêu đời với đường nét tỉ mỉ và đa dạng về cuộc sống đời thường ở Việt Nam, như góc bia hơi ở phố cổ Hà Nội, phố nhộn nhịp ở Sài Gòn, các dân tộc thiểu số vùng cao. Bên cạnh đó là các bức vẽ về lễ ký kết bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, bức tranh lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. I hope everyone will come see the artist's exhibition here. I mean, the work that she has here tells a story of U.S.-Vietnam relations and captures the beauty of Vietnam. So Vietnamese people should come here, expats should come here and see her work. To celebrate the 20 years anniversary of relationship between Vietnam and U.S., I just think that it's a good occasion. It's a painting of lives in Vietnam, Vietnam through my eyes, how I see them. And I just depict 40 bức tranh phản ánh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam của họa sĩ Soraya Ranken được trưng bày tại phòng triển lãm của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 8 tháng 12 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2015. Tất cả cho thấy sự cảm nhận và tình yêu mà nữ họa sĩ người Mỹ đã dành cho Việt Nam.